Được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu trong việc nghiên cứu giảng dạy về các nền văn hóa và kinh tế châu Á, trường đại học Hawaii của Hoa Kỳ đã mở chương trình đào tạo ở nhiều nước trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, trường đại học Hawaii vừa mới tổ chức lễ tốt nghiệp cho 41 tân thạc sĩ của khóa cao học quản trị kinh doanh cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua. Đại học Hawaii bắt đầu đưa chương trình quản trị kinh doanh cao cấp vào Việt Nam từ năm 2001 và hiện đang đào tạo nhiều nhà quản lý cao cấp của Việt Nam cũng như nước ngoài. Để trở thành thạc sĩ quản trị kinh doanh cao cấp của Đại học Hawaii, 41 tân sinh đã trải qua 2 năm học tập và nghiên cứu cùng các giáo sư, tiến sĩ trực tiếp đến từ Đại học Hawaii. Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Hawaii được đánh giá là một trong những chương trình đòi hỏi trình độ đầu vào khắt khe nhất hiện nay, khi các ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế và kỹ năng tiếng Anh tốt. Ông Vance Rowley, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh Schneider Đại học Hawaii cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Hawaii là chương trình duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được AACSB quốc tế, một tổ chức đánh giá của trường quản trị kinh doanh uy tín nhất trên thế giới, công nhận đạt chuẩn chất lượng. Chương trình đào tạo kinh doanh của Đại học Hawaii đã được tổ chức AACSB đánh giá là trường duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn về chất lượng. Ngoài ra, trường chúng tôi cũng nằm trong số 25 trường hàng đầu của Hoa Kỳ về chuyên ngành kinh doanh quốc tế, xét theo hạng của US News and World Report. Nhiều thạc sĩ từng tốt nghiệp chương trình thạc sĩ của Đại học Hawaii cho biết, hầu hết các kiến thức được học từ các giáo sư hàng đầu thế giới đều có giá trị thực tế cao khi áp dụng trong công việc. Là một sinh viên khóa 3 của chương trình MBA của trường Đại học Hawaii tại Việt Nam, tôi nghĩ rằng là chương trình này là một chương trình rất là có giá trị và giúp cho các doanh nghiệp rất là nhiều trong việc phát triển cái nguồn nhân lực quản lý trung và cao cấp. Hiện trường đang tiến hành nhận hồ sơ cho khóa học 2012-2014. Với khóa học năm nay, Đại học Hawaii dành 1 tỷ đồng để cấp học bổng 4 phần cho các ứng viên xuất sắc nhất.